Rồi lần đầu tiên đến nhà người yêu cái sảng người liền quý vị. Hay là do em đi du học cho nên mấy đồ này là bình thường ta? Chứ tôi là vẫn còn chưa đáp đất được vì lơ lửng suy nghĩ khi phát hiện nhà em có cầu giả, hình cái ấy mà đa dạng màu sắc luôn nha. Nhìn còn tưởng cầu vồng vì đủ 7 màu, to nhỏ gì cũng có luôn mấy má. Tôi với người yêu tìm hiểu, quen nhau được 7 tháng. Em ở với gia đình ở nước ngoài từ cấp 3. Lên đại học á thì cả gia đình chuyển về Việt Nam sinh sống. Tôi gặp em tình cờ quán cà phê. Thề nha, nhìn em xinh xắn đáng yêu cực kỳ. Nhìn cái diễn tả trên á, chắc là mọi người nghĩ giao diện em cá tính, chất lượng phóng khoáng rồi đúng không? Thực tế không, em bánh bèo, váy phải gọi là bạc ngàn luôn. Đi chơi với tôi á, em chắc mỗi lần một cái váy xinh xắn đáng yêu lắm. Thề nhìn em ngây thơ yêu vãi ra luôn. Trong mắt tôi, em luôn là công chúa bong bóng, không nhiễm bụi trần nhân gian. Dù yêu đương, nhưng mà tôi chắc chắn không nghĩ được nhiều cái trong sáng rồi đó. Mà bên em tôi đã kiềm chế cái con thú trong người lại. Vì em như tờ giấy trắng, tôi sợ đụng vào em sẽ bị vấy bẩn á mà. Kiểu tôi muốn cưng chiều em hết nấc với cái sự trong sáng này á. Nhưng mà những gì tôi nghĩ về em chắc sai rồi quý vị. Có khi nha, những gì em hiểu biết còn đặc sắc hơn cả tôi cũng nên. Từ khi đến nhà em, tôi cảm thấy bản thân là gà là vịt á. Đây nè, hôm đó nha, trời mưa, tôi bảo em là đi chơi mà đặt xe mãi không có được. Tất nhiên là bạn trai như tôi ngang dậy phải lao đến chỗ em để mà đưa công chúa mình về rồi, đúng không? Nay đúng mưa to đùng luôn, kể cả mặc áo mưa thì hai đứa cũng như chuột lột á. Đến nhà em, tôi còn tính là quay xe đi về như mọi khi, thì em níu tay lại nói chứ: "Trời mưa to quá, nhà anh còn xa nữa, em không nỡ để anh đi nguy hiểm vậy đâu. Tối nay ngủ nhà em đi, sáng tạnh thì đi về anh ha." Mồm cũng tính từ chối, mà không hiểu sao chân nó tự động dắt xe vô, kỳ ghê. Chỗ em ở hiện tại chỉ có mình em ở thôi. Nghe bảo chỗ này bố mẹ em mua cho em ở riêng cho thoải mái. Lần đầu vào nhà người yêu mà, tim tôi nó đập thình thịch luôn. Em bảo cứ thoải mái như ở nhà, mà đầu tôi cứ căng thẳng làm sao mọi người. Vào nhà thì đúng cách trang trí như giao diện của em. Trời ơi, màu hồng phấn xinh xắn, có những mô hình đáng yêu quanh phòng nha. Em đưa tôi khăn tắm rồi bảo tôi là vô phòng ngủ của em mà tắm đi, còn em sẽ khô quần áo rồi tắm sau cũng được. Tôi nghe thì cũng ậm ừ rồi đi vô tắm thôi. Tắm thơm tho xong thì tôi có nhìn ngắm phòng ngủ của em. Nhìn quanh thì mắt tôi tự động thấy gì đó vừa quen vừa lạ nha. Lại gần thì trời ơi, ôi rồi luôn, ở dưới tủ kính mô hình nhỏ em còn có, nhưng mà mô hình quen thuộc mà thằng con trai nào cũng dắt ở trên người á. Một cái đã choáng nha, em có hẳn mấy cái to nhỏ, mini hay big size đều được xếp lần lượt. Đập cái vào mắt tôi nhất là cái màu hồng cực đại, chắc phải gấp đôi của tôi luôn mấy cha. Rồi bắt đầu tôi nhìn con đại bàng chim sẻ nó cứ đa dạng dần á, có con còn được trang bị vũ khí như gai trên người khiến tôi nhìn mà còn sợ luôn á. Khoảnh khắc ấy tim tôi tự nhiên chết lặng nha, hình tượng trong sáng tờ giấy trắng ấy tự nhiên nó trở nên kỳ lắm. Càng nhìn tôi càng khó chịu, kiểu như là sao em dùng cái của tôi đây sao, sao phải dùng đồ chơi như này, rồi em dùng đến mức độ nào rồi. Tại nó bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong cái bản đầu của tôi. Lúc em vào phòng thấy tôi thẫn thờ thì em có lại gần hỏi: "Giờ trong mắt tôi em không trong sáng nổi, bởi hình ảnh đa dạng kia đã chiếm hết cái đầu tôi rồi." Tôi cũng hỏi em về chuyện là bộ sưu tập kia. Em thản nhiên hơn tôi nghĩ nữa nha. Em nhún vai bảo chứ: "Bộ sưu tập của em mấy năm nay á, anh thấy đẹp không? Năm nào sinh nhật em cũng được các bạn tặng cho món nữa." Em còn tính sưu tập đến tầm 100 con để tủ mới đẹp á. Trời, trời trời trời, quả trả lời của em khiến tôi bối rối nữa nha. Nghĩ gì tôi mua, tôi tin là tôi mua mấy cái đó chỉ để ngắm má. Mà đã nhìn nó kiểu gì cũng làm ra hành động khác à. Tối nay trong đầu tôi cũng chỉ là những hình ảnh kia thôi, chứ không có tình cảm dạt dào hay là suy nghĩ khác gì luôn. Về đến nhà, trong đầu tôi thay vì hình ảnh đáng yêu của em như trước, thay đó là những hình đa dạng, màu sắc con khâu em siêu tập. Tôi bối rối, tôi ngỡ ngàng, tôi sốc ngang quá mọi người. Cần thuê 5 người biết chửi đến đám cưới người yêu cũ, chửi 2 tiếng giá 500 ngàn, cộng thêm 200 ngàn, văng được nước bọt thêm 100 ngàn. Còn nếu biết vừa chửi vừa ẻ thì thêm một củ, té xe thì thêm một củ nữa. Bên mình hỗ trợ xe đưa đón, chuẩn bị cả quần thủng cho những bạn muốn ẻ, bài đăng nghiêm túc không đùa. Vãi chưởng, mình đọc được bài đó phải dụi mắt mấy lần mọi người, thú vị thật. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Nhìn thời gian cần tuyển người thì là ngày mai, mà nhìn số dư tài khoản ngân hàng còn 30 sống đến cuối tháng, lòng trộm nghĩ, trên đời này quan trọng nhất vẫn là no bụng, sĩ diện thì đói, nghĩ là làm. Mình nhắn tin cho chủ post thông báo luôn cả tông giọng, thỏa mãn tất cả các điều kiện. Đã thế mai mình còn uống cả thuốc sổ, gửi cái căn cước làm tin. Chủ post không ngờ có người ứng tuyển, nhưng thì vì từ chối, ông anh rép một câu ngầu không để đâu hết: "Em còn bạn không?"
rủ đi hết giúp anh. Nếu ngại, anh hỗ trợ mặt nạ và khẩu trang che mặt. Ui giời, thế là ngay tối hôm ấy, tụi mình ra cà phê gặp ông anh kia bàn kế hoạch tác chiến. Tổng tiền công như thỏa thuận là 2 củ 8 một chấu. Bọn mình mặc giày, đòi thêm 200k tiền mua đồ ăn để mai có sức ẻ và tiền mua thuốc sổ. Ông anh rất hào phóng, cọc trước tận 5 củ cho cả lũ. Hỏi ra mới biết, ông anh kia cay như ăn ớt. Ông ấy bảo như này, anh yêu cô ấy hồi đại học, là cô ấy theo đuổi anh trước, thế mới cay. Thà như mình ngu từ đầu đã đành, mà mình đàn ông mà, gái tán không theo mới là lạ. Hồi yêu nhau nha, anh có cả học bổng đi Mỹ, 2 năm thạc sĩ là gần 5 tỏi. Cô ấy khóc hết nước mắt, bảo muốn có một gia đình. Người yêu cũ cô ấy bỏ cô ấy đi Mỹ, cầu xin anh đừng thế. Trời, tình yêu mà, anh ở lại cũng chỉ vì một câu muốn có một gia đình. Không giấu gì mấy đứa, bố mẹ anh mất cả rồi, anh chị em cũng đâu có ai. Cô ấy là người thân duy nhất, bên nhau hơn 4 năm. Anh cố gắng từng chút một vì hai chữ gia đình. Không phải kể lể, nhưng mà thật sự, người yêu anh chưa từng phải lo một cái gì. Đi với anh đến tiền gửi xe cô ấy không phải trả. Yêu nhau 4 năm, anh từ bỏ không biết bao nhiêu cơ hội. Làm ngày làm đêm, bán mạng bán sức, chỉ để vì hai chữ gia đình. Nhà anh mua, xe anh mua, đều đứng tên cô ấy. Ha, người ta bảo sợ anh thay lòng, muốn lấy tài sản làm tin. Còn anh thì nghĩ là vợ chồng ở với nhau cả đời, tài sản đứng tên ai trả được. Đủ nhà đủ xe anh đòi cưới thì người yêu anh thách cưới 1 tỷ ha. Vấn đề là anh vẫn đâm đầu vào kiếm, chỉ là 1 tỷ gần đủ thì người yêu cũ cô ấy về nước. Ra là trước đó cô ấy bị nhà người yêu cũ chê không môn đăng hộ đối, giờ mang theo nhà xe tiến vào lễ đường với thằng khác. Này thì gia đình, cùng là con người với nhau, anh tin các em thông cảm cho anh. Đây, anh đặt trước mỗi đứa 1 củ, mai làm tốt anh thưởng. Còn nếu hủy được đám cưới, mấy đứa sinh viên đúng không? Anh cho tiền đủ đến ngày mấy đứa ra trường. Anh không cần quan tâm chúng mày năm mấy. Đẹp, kèo thơm thế này ai chê được. Dù anh thuê 2 tiếng, nhưng chúng mình tự tác chiến, sáng sớm tinh mơ xuất hiện ở nhà cô dâu. Khẩu trang mặt nạ đầy đủ, hở mũi cái đít. Đứa nào đứa nấy đã uống thuốc sổ xong xuôi, bắt đầu bủm bủm bẹt bẹt. Nhà cô dâu đón khách cũng là lúc bọn mình bắt đầu. Đương nhiên thối không ai chịu được, vừa ẻ vừa gào lên, mã cha cái thằng chú rể, mày làm con nhà người ta ểnh bụng ra, rồi cút về nước, trả lại công bằng cho em gái tao. Cái mác du học sinh nghe thì hay, nhưng mà trời ở cao nước Mỹ ở xa, bịa ra thế ai mà biết. Tức thì đám cưới rối loạn liền, đã thế anh trai kia còn thuê cho mình 1 dàn vệ sĩ, đứng chắn để vừa ẻ vừa chửi. Công an đến, cả lũ nhanh chóng chạy lên xe, trốn tiệc à. Các bạn nghĩ thế là hết rồi hả? No, tụi mình sang tiếp nhà chú rể. Trước khi sang lại ăn một chập nữa để tích cớp, đoàn mình có 2 anh trai. Lần này thì đến lượt các anh chửi, bọn mình khóc phụ họa. Em đào mỏ anh xong, làm cô dâu của thằng khác. Chúng nó có biết em bỏ mấy đứa con được không? Em qua tay bao nhiêu thằng rồi chọn thằng đầu tiên. Những lời chửi mượt như sách kết hợp với tiếng bẹt bẹt bụng. Anh đã làm gì mà em chia tay anh? Tốt nhất là anh đừng có hỏi. Anh chỉ cần biết là anh và tôi nên đường ai nấy đi thì hơn thế thôi. Nhưng anh không cam tâm, rốt cuộc thì anh đã làm gì phật ý em chứ? Được rồi, anh đã nhất quyết muốn biết thì tôi cũng chẳng giấu giếm nữa. 2 cháu nhà anh chơi làm gãy xích đu khiến tôi phải đền bù là 1. Nhà anh sang nhà tôi ăn mà ý thức như con ruồi là 2. Anh đi đâu chơi cũng không thèm nói với tôi 1 tiếng. Mặt xác con này đã lên lịch trình là 3. Anh vô tâm với tôi suốt cả chuyến đi là 4, vân vân và mây mây. Sau đấy, mình kể hẳn 100 điều ra cho anh ta khâm phục, khẩu phục. Má nói chứ, giờ nhớ lại chẳng hiểu sao cách đây 3 năm mình đắn đo đến mất ăn mất ngủ để nhận lời yêu của bạn trai hiện tại. Thế mà giờ chỉ mất đúng 2 ngày để quyết định chấm dứt mối quan hệ sắp tiến tới hôn nhân kia. Chuyện là thế này, chúng mình dự định 4 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới sau khi 2 gia đình đã gặp nhau và bàn chuyện xong xuôi. Mình và chồng tương lai cũng rất hợp tính nhau, ai cũng khen là có tướng phu thê nữa. Song dù hợp nhau đến đâu thì chúng mình vẫn có mâu thuẫn. Và nguyên nhân thì hầu hết đến từ phía người thân gia đình. Mình cũng chẳng biết phải nói sao về gia đình bạn trai nữa. Kể ra đây có lẽ nhiều người sẽ cho rằng mình bôi bác họ. Nhưng đến bây giờ, mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình rồi. Ngay đợt vừa rồi, nhà bạn trai mình lên kế hoạch về vùng biển quê mình chơi. Tổng thành viên có 7 người bao gồm bố mẹ, bạn trai mình và gia đình chị gái anh. Mình biết thế nên đã về trước để chuẩn bị tiếp đón họ. Nhưng đổi lại chỉ toàn tình huống mất lòng. Ngày đầu tiên khi đưa họ tới nhận phòng nghỉ dưỡng ở resort bờ biển, 2 đứa con của chị chồng tương lai đã nghịch gãy cả xích đu. Tưởng vợ chồng chị ấy sẽ đền bù cho resort. Nhưng không,
bơi đi như chẳng liên quan và cố tình giả ngơ khi nhân viên lễ tân trông thấy, đến cái mức mà chú bảo vệ khu bãi tắm phải gọi hai đứa nhỏ lại để hỏi xem có phải là chúng làm gãy xích đu không. Thế mà chúng vẫn nhanh nhẩu lắc đầu và đổ cho mấy bé trai đang chơi ở gần đó. Chưa được 10 tuổi mà đã nói dối trắng trợn, người lớn thì vô ý thức đến nỗi một lời xin lỗi cũng chẳng thốt ra. Cuối cùng thì vì là chỗ quen biết với resort nên mình đành bồi thường giùm. Tự nhủ sau này có về làm dâu thì sẽ cố gắng góp ý cho anh. Qua hôm sau, họ tự nhiên đòi đến nhà bố mẹ mình để thưởng thức đồ ăn cho do dân bản địa nấu. Báo hại mẹ mình phải mất cả ngày để đi chợ vì lượng đồ ăn cho hơn chục người không hề ít. Trời thì nóng nực oi bức, đứng bếp làm bao nhiêu việc khiến mình và mẹ mệt mỏi vô cùng. Ấy vậy mà ăn xong cả nhà bạn trai đứng dậy xỉa răng rồi đòi về khu nghỉ dưỡng. Không một ai ngỏ ý phụ dọn dẹp hay rửa bát. Mình ra hiệu cho bạn trai nhắc khéo chị gái. Xong anh ta lại nói, mình sắp làm dâu nên cứ chăm chỉ cho được tiếng ngoan lành. Vậy là mẹ con mình đành tự dọn dẹp, rửa cả núi bát đĩa, nồi niêu, khiến mình kiệt sức chả muốn làm gì. Đã cực thôi rồi mà bạn trai còn gọi điện rủ đi ra phố ẩm thực bờ biển chơi. Mình không đi nên chị gái anh nhắn riêng bóng gió rằng chưa làm dâu đã coi khinh nhà chồng. Mình nổi giận rép lại rằng mình không còn sức đi đâu nữa, cả ngày chuẩn bị cơm nước hầu nhà họ như thế là quá đủ rồi. Hôm sau vẫn cố nén cảm xúc khó chịu lại, mình chuẩn bị đồ đạc quần áo để dẫn nhà bạn trai đi suối khoáng chơi. Trước đó bố mẹ anh ta đã dặn mình lên kế hoạch các điểm tham quan cho phù hợp với một đoàn có cả người già lẫn trẻ em. Mình cũng đã nhắn tin cho bạn trai nhờ anh thông báo với cả nhà lịch trình ngày thứ hai rồi. Ấy vậy mà khi xuống resort đón họ đi, cả nhà bạn trai đã tự ý di chuyển tới một địa điểm khác mà không hề báo lại với mình câu nào. Được cái bạn trai mình vừa nhu nhược mà cũng vừa vô tâm. Anh ta khi nghe mình hỏi thì bảo, tại anh tưởng quê em ở đây nên chỗ nào cũng biết hết rồi, không cần thiết phải nói em đi cùng nhà anh. Hay, nhưng cái chính là nhà anh có tôn trọng mình quá. Bảo mình lên lịch ăn chơi xong bỏ qua hết, chứ chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của mình. Thề lúc đó mình đã nghĩ ngay đến việc hủy hôn cho rảnh nợ. Rồi bữa ăn tối ngày hôm đó đã khiến cơn tức trong mình dâng lên đỉnh điểm. Sau khi đi lòng vòng thì nhà bạn trai bị lạc, gặp đường tắc, mệt mỏi vì nắng nóng và đói khát khi khách du lịch quá đông nên đòi mình dẫn đi ăn chỗ nào đó thật ngon để bù lại năng lượng hao phí suốt buổi chiều. Mình lại đành dẹp hết tự ái để đi gặp nhà bạn trai lần nữa, cho họ địa chỉ nhà hàng hải sản ngon để tới ăn buffet tươi sống. Đấy, thế mà trong lúc đang đi thì mẹ bạn trai gọi điện bảo đổi sang chỗ khác. Lý do là bởi đang đi đường thì vợ chồng người chị gái nhìn thấy một quán nhậu đông nghịch mà đông chắc chắn sẽ ngon nên quẹo luôn vào đấy và dẹp chỗ mình đã đặt bàn. Lúc này máu nóng đã lên đến đỉnh đầu, mình bắt bạn trai quay xe về và không muốn đi cùng nhà anh nữa. Hai đứa dừng lại cãi cọ giữa đường. Rồi sau một hồi căng thẳng thì bạn trai mình xuống nước trước, mong mình góp mặt cùng cho đến hết chuyến đi để cả nhà được vui vẻ. Nghe mà mình chỉ muốn giơ ngón giữa với anh, tại sao mình phải giả vờ vui trong khi thực tế ngược lại hoàn toàn. Cuối cùng mình cũng hít một hơi cho qua và đồng ý đến chỗ ăn mà nhà bạn trai chọn. Đến nơi thì mẹ anh kêu mình order đồ vì nghĩ mình rành. Đang nhẩm trong đầu được 4-5 món thì tự dưng anh rể của bạn trai đã dõng dạc gọi đồ trước. Toàn món anh này quen ăn nhậu trên Hà Nội, kiểu đậu rán, trâu luộc. Nhưng mình chưa kịp lên tiếng thì ông anh trẻ lại phanh tranh phần. Lúc đấy mình gấp luôn quyển thực đơn lại và kệ cho anh ta gọi. Món bê ra, mực hấp mình nhìn sơ qua là đã biết là bị ôi. Cắn một miếng thêm mùi hôi tanh nồng, thêm đĩa trâu bí luộc lệch hẳn vị so với toàn bộ bữa ăn. Chỉ gấp 2 lần là họ cũng bỏ mứa. Ông anh trẻ thấy mọi người ăn uống kém nhiệt tình nên mặt vẻ tự ái. Còn mình chẳng chê câu nào, kệ đi cho họ trải nghiệm. Ăn xong ra thanh toán hết hơn 5 triệu cho 6 món, chỉ toàn rau thịt với mỗi đĩa mực. Đến khúc này, cả nhà bạn trai mình nhốn nháo cãi nhau với nhà hàng. Bố mẹ bạn trai thì cào nhào, bảo tự dưng chọn cái quán vớ vẩn để bị chặt chém. Ông anh trẻ cũng chẳng vừa, quay sang gân cổ trách mọi người đồng ý chọn chỗ, xong ăn dở cứ đổ tại anh ta. Mình lướt điện thoại chờ gia đình họ trách móc lẫn nhau, còn bạn trai thì toát mồ hôi đứng hòa giải. Tóm lại, chuyến du lịch đầu tiên mình tham dự cùng với nhà chồng tương lai đã thất bại hoàn toàn. Ngay sau bữa ăn đó khi về nhà, mình đã nhắn tin cho bạn trai nói tạm dừng chuyện cưới xin lại vì hoàn toàn mất cảm tình với gia đình anh và quan trọng là họ không coi mình ra gì cả. Bạn trai nghe thế còn hoảng hốt, nói mình bình tĩnh đợi anh nói chuyện lại. Nhưng mà cũng chẳng nhận ra lỗi làm ở đâu cho đến khi mình kể hẳn 100 điều khiến mình bực bội về chuyến đi vừa rồi. Đùa chứ chưa có danh phận đã như vậy, cưới về rồi thì mình phải chịu đựng những gì. Phản ứng lại thì kiểu gì cũng bị chỉ trích con dâu hỗn láo với nhà chồng, mà im lặng nhịn nhục thì có mà phát điên. Mình thấy mình làm vậy chẳng có gì sai, thế mà cả nhà anh ta vẫn còn làm phiền mình đến tận bây giờ nè. Người này gọi người kia nhắn tin bảo mình có phúc mà không biết hưởng. Thế thề đúng là cúp kiếp nạn luôn ấy. Em vừa mua chùm nhãn đó, anh tách hết hạt rồi bỏ cùi ra đĩa ngủ dậy em ăn nha. Em không thích nhằn hạt đâu.
Trời ơi, kiểu gì mọi người cũng thắc mắc, không thích ăn quả có hạt thì mua gì làm gì, đúng không mọi người? Nhưng mà tính Hoa vậy đó, thích thì chịu mà không thích cũng phải chịu thôi. Hoa nói ông quen được Hoa tiểu thư danh giá sướng nhất em, mà sướng thì ít mà sợ thì nhiều nha mọi người ơi. Hoa và em quen nhau cũng được 2 năm rồi, tròn 2 năm quen nhau á là tròn 2 năm em rèn sức chịu đựng, thử thách tinh thần của mình. Hoa xinh xắn nhỏ con mà vô cùng hồn nhiên và hoạt bát nha. Chúng em quen nhau khi còn đang du học Đức, nhưng mà gia đình Hoa điều kiện hơn em nhiều lắm. Sinh ra trong một gia đình vốn có nền tảng kinh tế lâu đời, lại là con út, cho nên Hoa được bố mẹ cưng như là công chúa, thành ra ứng xử trong đời sống khá là kém. Khi yêu Hoa thì liên tục nêu cao quyền là bình đẳng giới, mà đến lúc nhờ em rửa bát quét hộ cái nhà thì Hoa lại bảo chứ em là phụ nữ em phải được yêu thương. Đó, rất nhiều lần Hoa cư xử khiến em phải muối mặt vì tính cách tiểu thư rồi đỏng đảnh, luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ của mình. 2 năm bên nhau em đã cố cảm thông và bỏ qua cho Hoa hết lần này đến lần khác luôn, bây giờ em chịu không nổi nữa rồi. Cách đây mấy tháng nè, công ty em có tổ chức buổi đi dã ngoại cho nhân viên trong 2 ngày. Mỗi nhân viên á được dẫn theo một người thân đi cùng. Nắm được thông tin này, Hoa nặng nặc khóc lóc rồi đi theo. Bi tính Hoa lề mề, cho nên á trước ngày khởi hành em đã dặn trước là phải tới đúng giờ. Mà có vẻ là lời em nói như là đàn gãy tay trâu á. Chuyến đi xuất phát đúng 6:30, nhưng Hoa vẫn bắt cả công ty tôi chờ hơn 30 phút lúc đến đón. Trời đất ơi, sao mấy chục cuộc điện thoại Hoa không nghe, đang loay hoay khó xử thì em cũng chịu xuất hiện. Hỏi lý do thì Hoa nói vậy nè: trời ơi, lỗ keo gắn mi giả của em không cánh mà bay, cho nên phải chạy đi mua lỗ mới, mệt muốn xỉu luôn á. Trời đất ơi, chỉ vì mỗi lọ keo gắn mi mà bắt cả công ty chờ. Em nhắc khéo Hoa thì lại bắt đầu á giở trò nước mắt cá sấu, thua thiệt trước mặt hàng trăm đồng nghiệp khiến anh ngại cạn cái lời luôn á trời. Chưa hết nha, vì tụi em sẽ kéo qua công ty của đối tác, cho nên trên đường đi, chị đồng nghiệp đã mua một giỏ hoa quả ngoại mà mang đi biếu. Chả hiểu Hoa nhìn thấy giỏ hoa quả ở đâu á, ăn lúc nào á, mà khi xuống xe cả giỏ chỉ còn đúng cái nịt luôn. Bảo hại em vừa muối mà vừa phải mua đền một giỏ hoa quả mấy triệu bạc luôn. Lúc không có ai, em thắc mắc sao Hoa lại tự ý ăn đồ trong giỏ đó, thì Hoa hồn nhiên bảo chứ: ủa, em tưởng đấy là đồ ăn mang lên xe để mọi người ăn á. Trước á, nhà em đi du lịch cũng mua hoa quả để ăn dọc đường mà. Ừ, mà hoa quả của em ăn của công ty ghi rõ thiệp biếu khách đỏ tròn chót mà Hoa ơi. Đến nhục cái thân trai này không mọi người. Thôi bỏ qua chuyện đi đường đi, đến lúc tới khu nghỉ dưỡng nha, mọi người quay quần lại với nhau. Biết Hoa là người yêu em á, cho nên mọi người cũng thân thiện lân la hỏi chuyện. Mọi người cứ hỏi một câu thì Hoa trả lời câu đó, không á thì lại ngồi ra góc bấm điện thoại, chẳng chịu giao du với lý do duy nhất: em ngại lắm, đâu quen ai đâu. Trời ơi, anh Minh, sếp của em, đưa vợ và con gái đi cùng. Con bé thấy Hoa xinh xắn, trắng trẻo nên thích làm thân, cứ tiến đến ngồi cạnh và đi theo Hoa. Mà ngược lại thì với sự hào hứng của con bé, Hoa khó chịu ra mặt, né con bé như né tạ. Anh Minh cũng nhận ra điều đấy nên liên tục nhắc con chứ: cô Hoa mệt đấy, con chơi mình để cô nghỉ nha. Đó, trong giờ ăn tay con bé hơi mở, lại ngồi ghế cao, cho nên lúc xuống có vịn vào chân của Hoa để mà giữ thăng bằng. Chả hiểu sao Hoa hất tay làm con bé ngã nhào ra sàn, miệng gào lên: trời đất ơi, vô duyên vừa thôi, tay đầy mỡ bám vào chân cô làm gì, ghê chết đi được à. Ý, trời đất ơi, con nít con nâu lèo nhèo cái chiều giờ rồi ăn cũng yên nữa. Trời ơi, câu nói của Hoa khiến cả đoàn ai nấy đều đứng hình, còn em thì xấu hổ không biết giấu cái mặt này đi đâu nữa. Lúc về phòng, em trách Hoa đôi câu thì cô ấy khóc thét, ném đồ đạc khắp nơi, bảo là em không yêu cô ấy, sợ làm loạn phiền mọi người cho nên thôi em phải dỗ thôi. Đỉnh điểm vào vừa rồi nè, em có đưa Hoa về ra mắt bố mẹ em. Ban đầu á thấy Hoa xinh đẹp, con nhà khá giả, gia giáo, bố mẹ em rất là hài lòng luôn. Tuy nhiên, đến lúc mẹ em vào nấu ăn, Hoa không những không theo vào phụ giúp, ngồi khoanh chân trên ghế chơi game, mở âm thanh to loảng xoảng, đau hết cả đầu luôn. Nhà em thì có bàn ăn, mà hôm đó đông người mà không đủ ghế, cho nên bố mẹ em vui vẻ bảo là trải chiếu ăn cơm cho quây quần với nhau thì nó cũng vui. Hoa thấy vậy lại hờn, bảo là cô ấy ngồi chiếu đâu có quen, ngồi trên chiếu không được vệ sinh, tê, đau chân đồ đó. Thế là trong bữa ăn, cả nhà em ngồi đất, riêng Hoa tự lấy bát đũa riêng, lấy thức ăn ăn mình trên bàn á. Trời ơi, nhìn cảnh Hoa đổng đảnh ngồi ăn trên bàn, thỉnh thoảng quay ra nói vọng xuống mâm vài câu, cả nhà em vô cùng ngán ngẩm luôn mọi người. Ăn xong á, cứ tưởng Hoa sẽ nhanh nhẩu hộ là đỡ mẹ em, nhưng không, đây kệ mẹ em cong lưng đã nấu ăn, giờ lại kệ mẹ em rửa bát nữa. Hoa ngồi trên ghế mở tivi xem, ăn hoa quả như khách á.
Rồi sau đó nha, là lấy cái rương cá nhân ra, dặm lại phấn son rồi xịt nước hoa, thì nó nhức hết cái đầu luôn. Rồi khỏi phải nói luôn, đêm đó cả nhà ném đá người yêu em kịch liệt trên group chat. Bố mẹ trách móc em rất là nhiều. Bố mẹ bảo à, Hoa là cô ấy tốt mà không phù hợp để làm con dâu trong nhà đâu con. Em suy nghĩ suốt mấy ngày rồi quyết định chia tay. Nói thẳng lý do, vì Hoa không biết cách cư xử. Hoa nghe vậy ban đầu giận dỗi đó, khóc lóc ghê lắm luôn. Sau dần biết em nói thiệt cho nên quay đầu sang năn nỉ rồi làm lành. Thấy làm lành không hiệu quả, tiếp tục quay sang trách móc em là kẻ ăn nói hai lời, nói được mà không làm được. Vì trước khi đưa Hoa về ra mắt, em cứ hứa là sẽ cưới Hoa. Vấn đề này là em sai, ok. Từ sáng tới giờ, Hoa gọi em trên dưới 100 cuộc rồi đó. Cô ấy nhắn tin nói rằng đang đứng dưới sảnh công ty chờ em, muốn gặp em, nếu em không gặp quyết là không về luôn. Trời ơi, em cũng muốn gặp Hoa cho dứt khoát một lần, mà sợ gặp em lại động lòng nữa. Em yêu Hoa thiệt, mà với tính cách này thì trời ơi, khó thành đôi lắm quý vị ơi. Em đã góp ý nhiều rồi, không biết cô ấy có thể vì em mà thay đổi nữa hay không nữa. Chưa phải là tôi chưa từng nghe về việc bạn thân đột nhiên trở thành chị dâu. Mấy vụ này tôi xem trên mạng suốt. Chỉ là không ngờ chuyện này tôi lại được trải nghiệm thực tế một cách sâu sắc luôn. Tôi có đứa bạn thân 4 năm từ thời cấp 3 đến giờ tên Phương. Thỉnh thoảng nó cũng sang nhà tôi rủ đi học với đi chơi. Bố mẹ tôi cũng rất quý nó vì Phương là người hiền lành lại lễ phép. Tôi có người anh trai trên mình 3 tuổi. Anh cũng cao ráo ưa nhìn hút gái lắm. Thỉnh thoảng vẫn thấy cầm quà người khác tặng về nhà. Tôi hay than vãn với nó, thì nó chê những đứa con gái đó mắt mù mới thích anh tôi. Nó nói anh tôi không phải là gu của nó. Có mấy lần Phương ở lại ăn cơm, anh trai tôi lại chủ động vào bếp nấu. Bình thường thì hay đùn đẩy việc cho tôi. Thế nhưng có Phương ngồi ăn chung thì quay qua tranh việc với tôi. Đôi khi nhìn qua thấy anh chăm chú dùng điện thoại, nhìn thao tác kia có lẽ là đang nhắn tin. Đôi lúc còn mỉm cười nữa chứ. Tôi gặng hỏi có người yêu rồi à, thì lại kêu tôi nhiều chuyện. Tôi quay qua tâm sự với Phương. Mày không biết đâu, dạo này thằng anh tao nó đang yêu đương hay sao ấy. Thỉnh thoảng thấy nó nhìn điện thoại cười như tên khùng. Không biết là con gái nhà ai đã bị con yêu tinh anh tao nhắm đến. Không như mọi lần, lần này nó lại bên anh tôi chầm chập. Tao thấy anh mày trông cũng đẹp trai mà, lại cũng vui tính nữa. Nhiều người thích là chuyện bình thường. Tính ra lúc đó tôi nên nghi ngờ giữa hai người này có chuyện gì đó mờ ám rồi. Nhưng tôi lại không để ý. Thời gian sau đó anh tôi càng lạ hơn. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ mua đồ ăn vặt về cho tôi. Mua rất là nhiều. Còn dặn tôi rằng nếu không ăn hết thì gọi Phương qua ăn chung. Việc này làm tôi càng thêm chắc là anh tôi có vấn đề. Anh đã làm gì có lỗi nên mới mua đồ ăn về dỗ em đúng không? Anh khai nhanh đi thì em sẽ lượng thứ. Ấy thế mà tên anh trai tôi vẫn cứ như vậy. Mua càng nhiều, tôi đành gọi Phương qua thường xuyên hơn để giải quyết đống đồ ăn vặt. Vậy nên số lần Phương gặp anh trai tôi nhiều hơn, và rồi giữa họ đã bùng lên ngọn lửa tình yêu từ lúc nào mà tôi không biết. Chỉ khi thấy ảnh nền điện thoại của anh trai tôi là hình của Phương, tôi mới hay hóa ra là họ đã yêu nhau rồi. Thậm chí bố mẹ tôi còn biết điều này trước cả tôi. Nghe Phương kể lại là anh trai tôi là người tán tỉnh nó trước, rồi tôi còn gọi nó sang nhà nhiều lần. Nên tần suất nó gặp anh tôi nhiều lên, lâu dần nó đồng ý làm người yêu anh tôi. Và thế là con đường làm chị dâu tôi của nó chính thức bắt đầu. Hai người họ hẹn hò đi chơi thường xuyên, đến độ Phương không còn dành ra được thời gian đi chơi cùng tôi nữa. Tôi chỉ có một người bạn thân là nó, thế mà giờ bị anh trai tôi cướp mất tiêu. Cái cảm giác này nó kỳ lạ lắm. Tôi bức xúc chạy qua vòng anh trai làm loạn. Anh quá đáng vừa thôi, một tuần có 7 ngày, thì anh hẹn Phương đến 4 ngày. Bộ anh rảnh lắm hả? Thế còn em thì sao? Ai đi chơi với em? Anh trả Phương lại cho em đi. Thế nhưng anh trai tôi không chịu, nhưng đồng ý sẽ cho tôi đi chơi chung nếu tôi thấy chán. Tôi ngại gì mà không đi. Vừa được bao ăn uống lại còn đi chơi chung với bạn thân, tội vãi gì phải ở nhà. Vậy là mấy cuộc hẹn hò của hai người họ sau đó đều có mặt tôi. Cứ tưởng mình là kỳ đà cản mũi giữa hai người luôn. Ai dè họ còn không ngại trước mặt tôi, thể hiện tình cảm ngọt ngào. Hai người họ càng ngọt ngào bao nhiêu thì tôi càng cô đơn bấy nhiêu, cứ bị phát cẩu lương ăn. Anh trai tôi về nhà còn không quên cà khịa tôi. Thế nào, lần sau có muốn đi chung nữa không? Mày lo mà kiếm người yêu đi em, đừng làm phiền tao với Phương yêu nhau. Có tên anh trai nào như này không? Có người yêu thì vứt em gái mình sang một bên luôn. Rồi hai người này yêu nhau, tôi chính là thám tử cá nhân ở giữa. Cái gì liên quan đến nhau ngại hỏi là lại lôi tôi ra tra khảo. Giống như cái chuyện Phương có bao nhiêu người yêu cũ với anh trai tôi có bao nhiêu người yêu cũ á. Họ thậm chí bắt tôi khai ra bằng sạch, không được giấu giếm chút nào. Anh trai tôi còn không ngại, đút lót tiền cho tôi, chỉ để tôi để ý xung quanh Phương có tên con trao nào để ý không. Còn mỗi lần mà đôi tình nhân này cãi nhau thì cứ lôi tôi vào ấy quý vị ạ. Là người đứng giữa và kiểu hai người này dằn mặt nhau thì lại quay sang tranh nhau rủ tôi đi chơi. Tôi cũng chả biết theo bên nào. Một bên là anh trai, một bên là bạn thân mình. Nhưng đến khi hết giận lại không ngần ngại đá tôi ra.
Nói gì thì nói, tôi vẫn chúc cho đôi tình nhân này sớm về chung một nhà, để con bạn thân chính thức trở thành chị dâu tôi luôn. Thế là tôi có thêm người đứng về phía mình trong gia đình rồi.